Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng B nước quốc Việt Nam. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng và cách vào ứng dụng Bitmail nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn vào ứng dụng BBrowser, b Browser, trình duyệt b đây các bạn, các bạn nhấp vào. Rồi khi nó hiện ra giao diện như thế này thì các bạn chỉ cần đánh vào thanh tìm kiếm như thế này là Bitmail thì mình vào sẽ nhanh hơn nha các bạn. và nó hiện ra cái btramel.com này các bạn, các bạn nhấp vào. rồi khi vào thì nó có giao diện như thế này. các bạn mình sẽ hướng dẫn một số cái cơ bản nha. các bạn nhấp vào của tôi phía bên dưới màn hình. ấy tại đây thì nó sẽ hiện ra tên đăng nhập của các bạn. nếu mà các bạn chưa đăng nhập á, thì các bạn nhấp vào đăng nhập nha. còn bạn nào đăng nhập rồi thì thôi. và kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy là nơi nhận hàng đây lên nó nhận hàng các bạn nhấp vào các bạn thêm địa chỉ thêm mới địa chỉ đấy rồi các bạn nhập họ tên số điện thoại đầy đủ hết tất cả thông tin đây là địa chỉ để các bạn nhận hàng á các bạn mà đặt hàng trên bgmail thì người ta sẽ gửi hàng cho các bạn đến địa chỉ này nha sau khi nhập đầy đủ xong hết mọi thông tin thì các bạn nhấp vào gửi đây là được nha rồi tiếp theo là nó có nút rạp nạp pin và rút pin nút nạp thêm nè các bạn nhưng hiện tại thì bgmail vẫn chưa cho nạp pin nha các bạn nên hiện tại chức năng này mình vẫn chưa sử dụng được nha còn tại phần của tôi thì nó hiện ra đầy đủ tất cả những thông tin về đơn hàng của chúng ta như đặt hàng rồi chờ chuyển hàng hay là chờ nhận hàng hay là chờ đánh giá này các bạn nè hiện tại thì chúng ta vẫn chưa sử dụng được chức năng nhanh này nha tiếp theo là ở giữa là có nút công bố các bạn nhấp vào nút công bố thì đây là nút mà chúng ta có thể mà uh, up hàng, up hàng lên để chúng ta bán đấy các bạn. Nhưng hiện tại thì BCM vẫn đang trong quá trình xét duyệt những sản phẩm mới và chưa cho up hàng hóa nha các bạn, chưa cho up hàng mới lên đâu. Và phía trên đây là chọn quốc gia mà các bạn muốn xem hàng. Như hiện tại là hiện chữ VN là các bạn là Việt Nam đấy. Các bạn muốn chuyển quốc gia khác như chuyển qua Trung Quốc thì các bạn nhấp vào đó. Rồi ví dụ mình muốn chuyển sang Trung Quốc thì mình kéo xuống qua mình tìm Trung Quốc là China là chữ C nha các bạn. Đây China nè, các bạn nhấp vào là nó sẽ chuyển qua xem các sản phẩm của Trung Quốc. Đấy, rất nhiều nha các bạn. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn chuyển sang Hàn Quốc thì mình nhấp vào và mình chuyển sang Korea là chữ K đấy các bạn. Đây Korea nè các bạn nè, các bạn nhấp vào là nó sẽ chuyển qua tất cả những sản phẩm của Hàn Quốc nha các bạn rồi trên đây là phía trên đây là nó có cái nút này là nút tìm kiếm mà nút lọc đấy các bạn nút lọc để xem những cái sản phẩm mà thuộc cái ngành hàng nào ấy ví dụ như ở đây là nó có tai nghe nè rồi nó có đồ công nghệ nè nó có đồ điện thoại nè nó có máy quay phim nè hay là đồ gia dụng nè nó rất nhiều đây nè nó chia ra nhưng hiện tại chức năng này nó vẫn là tiếng trung quốc nha các bạn mà chức năng này nó cũng chưa phát triển đâu ấy nó có rất nhiều phân loại ngành hàng đấy các bạn quần áo hay là mỹ phẩm gì đấy hay là đồ chơi thú cưng đâu nè hay là đồ đồ dùng nhà bếp hay là đồ dùng uh, uh, wifi rất nhiều rất nhiều. Ấy thì uh, Bechmo hiện tại thì nó chỉ có những cái uh, thông tin cơ bản như vậy thôi, còn những chức năng còn lại thì nó chưa có nó phát hành nha các bạn. Và chúng ta phải chờ uh, trong thời gian sắp tới đây. Nó mới phát hành đầy đủ những chức năng và Bechmo cũng đã thông báo là đây chỉ là phiên bản là kiểu là phiên bản thử nghiệm thôi mà khi nào mà quá trình mainnet mở diễn ra thì bgmo nó sẽ update lên một cái phiên bản cao cấp hơn và phiên bản nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha các bạn còn đây chỉ là phiên bản tạm thời thôi nha các bạn rồi bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và báo chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về bnetwork xin chào và hẹn gặp lại